Nhã Phương, Trường Giang đi đâu cũng nắm tay khoác eo. Vợ chồng bên nhau 6 năm mà lúc nào cũng ngọt như mới cưới. Trầm trồ khi thấy hôn lễ lộng lẫy của Mizu. Nhã Phương đòi được cưới lại lần nữa khiến Trường Giang cạn lời. Đẹp quá ha. Anh đây làm cưới lại. Hả? Đẹp quá. Thôi mà. Kết hôn đến nay đã được 6 năm, có chung với nhau 2 người con, song tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn ngọt ngào như thổi mới cưới. Trong những lần mà cặp đôi cùng giữ chung sự kiện, netizen nhận ra Trường Giang lúc nào cũng ôm eo hoặc nắm tay vợ rất chặt, nhất là khi hai người sánh bước bên nhau. Không chỉ có vậy, Trường Giang cũng không ngại có những hành động quan tâm, chăm sóc vợ trước truyền thông. Lần nào đi chung sự kiện, nam danh hài cũng kiên nhẫn chờ đợi Nhã Phương chụp ảnh xong rồi mới cùng cô di chuyển. Hoặc đôi lúc vì guốc dép cao khó đi nên Trường Giang sẽ đi chậm lại để chờ bà xã. Tại đám cưới của Mizu, cặp đôi cũng xuất hiện chung cực ngọt ngào. Dễ dàng nhận thấy, dù là lúc đi hay lúc về, nam danh hài cũng đều nắm rất chặt tay vợ, dường như chỉ sợ hở ra là cô đi mất vậy. Đổ bộ đám cưới, Trường Giang và Nhã Phương nhanh chóng được các phóng viên vây quanh phỏng vấn. Nam nghệ sĩ vẫn luôn thân thiện trả lời câu hỏi, thậm chí còn chọc cười giới truyền thông. Trong khoảnh khắc bước vào sảnh địa điểm tổ chức đám cưới, Nhã Phương đã phải trầm trồ vì Mizu chọn địa điểm quá đẹp. Cô không ngừng suýt xoa và nói nhỏ với ông xã rằng muốn làm đám cưới lại lần nữa. Thay vì như các ông chồng ngôn tình sẽ ngọt ngào đồng ý với vợ thì Trường Giang lại cười khổ rồi nói thôi mà. Theo netizen, đám cưới có thể không tổ chức lại nhưng kỷ niệm ngày cưới thì có thể. Hoặc xa hơn là khi con gái của cặp đôi lấy chồng cũng có thể làm một đám cưới lộng lẫy như thế này. Mặc dù đã bước vào tuổi U50, song Trường Giang vẫn luôn trẻ trung và năng động. Không chỉ cưng chiều vợ mà anh còn chăm con rất chu đáo. Gần nhất, cư dân mạng cũng được fan mở mang tầm mắt khi biết ý nghĩa mà nam nghệ sĩ đặt tên cho con trai ở nhà là Hope. Ai cũng nghĩ là Nhã Phương và Trường Giang phải có suy nghĩ sâu xa lắm mới gọi con trai với biệt danh là Hy Vọng, nhưng không. Đó là vì Trường Giang thích thành viên của ban tuyển sinh Hope nên đã đặt tên con như vậy. Điều này đã làm không ít Amy phải thích thú.